Thưa quý vị, năm 2023 được dự báo là một năm đầy thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp, với những khó khăn về dòng vốn, về thị trường đầu ra, về những cái thủ tục pháp lý. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Chào ông. Ông có thể chia sẻ bức tranh của doanh nghiệp thành phố trong những tháng đầu năm 2023 và những cái thách thức trong kéo dài trong năm nay? Thưa anh, tình hình và cái bức tranh của cộng đồng doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 được dự báo là sẽ có rất là nhiều cái thách thức đặt ra. Như chúng ta đã biết là những cái tín hiệu nó đã xuất hiện từ quý tư của năm 2022, đó là sự sụt giảm của các cái đơn hàng ở những cái lĩnh vực chẳng hạn như là dệt may, da giày, các cái ngành sản xuất đồ gỗ, vân vân. Cái thứ hai nữa đó là với những cái diễn biến và cái ứng xử của nhiều quốc gia trong vấn đề chống lạm phát, người ta đã đẩy cái lãi suất lên cao, nó đã làm một cái áp lực rất là lớn cho doanh nghiệp. Không chỉ là chúng ta gặp khó khăn trong vấn đề tiếp cận vốn, ngay cả có những doanh nghiệp có đủ tài sản thế chấp cũng không dám vay với cái lãi suất cao như thế. Thứ ba đó, khi mà cái nhu cầu của thế giới nó sụt giảm á, thì người mua trở nên có quyền lực hơn và họ có quyền đặt ra nhiều cái tiêu chuẩn khắt khe hơn về chất lượng. Thì đó là những cái thách thức và cái áp lực rất lớn cho doanh nghiệp. Vừa rồi thì chính phủ đã có nghị quyết 01 được doanh nghiệp kỳ vọng sẽ là đột phá tạo hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì Bộ Tài chính cũng như các bộ ngành liên quan họ đang có những cái đề xuất để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc mà gia hạn nộp các loại thuế thu nhập doanh nghiệp hay là thuế giá trị gia tăng. Thì ông đánh giá như nào về những cái sự hỗ trợ của chính phủ và các bộ ngành trong thời gian qua? Ở đây tôi muốn đề cập đến hai cái vấn đề. Chúng tôi rất kỳ vọng và đánh giá rất là cao cái nghị quyết 01 và chúng tôi cũng rất là mong có sự vào cuộc của các cấp có thẩm quyền. Đầu tiên chúng tôi quan tâm đó là hai chữ đột phá. Có nghĩa là chúng ta đang đề xuất các cơ chế, các chính sách trong điều kiện không bình thường, trong điều kiện khó khăn, cho nên là các giải pháp, các đề xuất của chúng ta nó phải mang tính chất đột phá, nó phải vượt qua được những cái rào cản và những cái thủ tục mà chúng ta hiện đang áp dụng. Nếu mà hiện đang áp dụng thì là rõ ràng là nó không giúp cho doanh nghiệp vượt qua được cái thách thức, cái khó khăn này. Trong cái giai đoạn thách thức, trong đoạn khó khăn này thì đòi hỏi cái sự vào cuộc một cách đột phá mạnh mẽ hơn. Chúng ta phải vượt qua được cái khuôn khổ của những cái truyền thống, những cái mà chúng ta đã áp dụng trong thời gian qua, thì chúng ta phải có sự đột phá. Thì cái điều đầu tiên là cái kỳ vọng của doanh nghiệp là như vậy. Thứ hai nữa đó là chúng tôi mong rằng là những vấn đề khi chúng ta đã nhìn nhận thì làm sao chúng ta cụ thể hóa và chúng ta triển khai thực thi nó nhanh chóng hơn. Từ cái chủ trương, từ cái nghị quyết, từ cái chỉ thị nó đi vào cuộc sống nhanh hơn, thời gian chúng ta rút ngắn lại thời gian làm thủ tục. Thì trong năm 2022 chúng ta đã có một cái chủ trương giảm cái thuế VAT từ 10 xuống 8%. Nhưng mà cái chủ trương đó thì kết thúc trong năm 2022, chúng tôi kiến nghị là trong năm 2023 tiếp tục thực hiện cái giảm thuế VAT để mà hỗ trợ, để mà kích cầu cho cái nhu cầu tiêu dùng trong nước. Cái thứ hai nữa là chúng ta hỗ trợ cho người dân trong việc là tiếp cận các cái nguồn vốn tín dụng cho các cái nhu cầu mua nhà ở, rồi các cái nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh vân vân. Thì và thứ ba nữa là cải cách thủ tục để làm sao cho, như tôi có nói, là các cái nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực đất đai, nhà xưởng, mặt bằng được đưa vào sản xuất nhanh hơn. Và cái thứ ba nữa là ngoài cái việc kích cầu tiêu dùng của người dân thì cái kích cầu để thúc đẩy, đẩy mạnh cái đầu tư công. Và khi chúng ta đẩy nhanh được các cái thủ tục, các cơ quan có thẩm quyền mạnh dạn đẩy nhanh cái đầu tư công thì nó sẽ kéo theo những cái ngành nghề khác như là vật liệu xây dựng, sắt thép, xi măng vân vân, rồi đã tạo thêm công ăn việc làm cho cái lĩnh vực xây dựng vân vân, thì nó sẽ kích hoạt được cái nhu cầu. Trong trường hợp mà các cái văn bản mà nó có cái độ vênh nhưng tất cả các văn bản này vẫn đều có hiệu lực thực thi, thì những văn bản nào mà tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thì nên được ưu tiên lựa chọn.
để mà cho doanh nghiệp người ta thấy rằng là có một cái sự hỗ trợ, có một sự tạo điều kiện thì người ta mới mạnh dạn, người ta dấn thân vào và người ta không còn e dè, không còn rụt rè nữa, thì chúng ta sẽ có được những cái đột phá như là cái tinh thần nghị quyết 01 chúng ta mong mỏi. Với vai trò là cầu nối của doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền thành phố, với các cơ quan quản lý nhà nước, thì ông có thể chia sẻ những cái kiến nghị của hiệp hội mình cụ thể như thế nào đối với cộng đồng doanh nghiệp, và những cái khuyến nghị đối với hiệp hội, đối với chính bản thân doanh nghiệp trong năm nay. Để làm tốt cái vai trò cầu nối của hiệp hội doanh nghiệp thì chúng tôi đã hoàn chỉnh cái báo cáo tổng hợp tình hình đánh giá cái thực trạng của cộng đồng doanh nghiệp thành phố, cũng như là dự báo một số các cái tình hình có khả năng xảy ra trong năm 2023 để báo cáo với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cũng như là các sở ngành, và có đề xuất những cái kiến nghị. Trong đó chúng tôi tập trung vào hai cái nhóm kiến nghị lớn, đó là kiến nghị với về mặt chính sách đối với các cái cơ quan trung ương và kiến nghị đối với các chính sách trong thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng ý thức được rằng trong bên cạnh cái việc kiến nghị đề xuất thì không ai khác hơn chính doanh nghiệp phải tự cứu mình, phải tự tái cấu trúc lại bản thân cái hoạt động của mình, tái cấu trúc về thị trường, tái cấu trúc về nguồn vốn, tái cấu trúc về sản phẩm, và đặc biệt là tái cấu trúc về cái năng lực quản trị. Ví dụ như bây giờ chúng ta tái cấu trúc lại thị trường thì chúng tôi có những cái chương trình xúc tiến để mà cùng với doanh nghiệp mở ra những cái thị trường mới, hoặc là chúng ta tái cấu trúc lại cái thị trường, làm thế nào chúng ta phát huy được và khai thác được cái thị trường nội địa của 100 triệu dân. Thì đối với những doanh nghiệp làm cái chức năng phân phối chẳng hạn như là Sài Gòn Co-op, hệ thống siêu thị Co-op, hoặc là Sara, hoặc là các doanh nghiệp có hệ thống phân phối mạnh, thì phải liên kết và hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất trong vấn đề tiêu thụ, trong vấn đề phân phối sản phẩm của mình như thế nào, vân vân. Hoặc là tái cấu trúc về nguồn vốn thì lãnh đạo thành phố cũng đã có cái chỉ đạo và sẽ có một cái cuộc họp và triển khai cái kết nối giữa doanh nghiệp với hệ thống ngân hàng. Hệ thống ngân hàng sẽ chia sẻ đối với doanh nghiệp và cùng tìm các giải pháp để kéo giảm cái lãi suất như thế nào. Thì có những cái giải pháp, và đặc biệt là chúng tôi rất là kỳ vọng với cái quyết tâm của lãnh đạo nhân dân thành phố và của cá nhân đồng chí chủ tịch, thì cũng đã tại đại hội của Hiệp hội Doanh nghiệp vào tháng 12 vừa rồi cũng đã thống nhất là sẽ có định kỳ tiếp xúc đối thoại để ghi nhận các ý kiến phản ảnh của doanh nghiệp và chỉ đạo các cái sở ngành để mà tháo gỡ các cái khó khăn. Nếu có sự đồng lòng và đồng bộ vào cuộc như thế, với cái tinh thần quyết liệt, tinh thần tích cực, khẩn trương về mặt thời gian, thì trước hết là chúng ta có một cái niềm tin để rồi chúng ta cùng dấn thân, cùng suy nghĩ để mà vượt qua những cái thách thức của năm 2023. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay.